Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, bề thế, nằm bên trục đường lớn Huỳnh Tấn Phát. Qua gần 15 năm hoạt động, đã có hàng chục ngàn thế hệ học sinh sinh viên trưởng thành từ mái trường này. Ngôi trường đào tạo nghề với niềm tự hào được mang tên vị tướng quốc tài ba, vị công thần của dân tộc Nguyễn Hữu Cảnh. Một môi trường học tập lý tưởng thân thiện luôn là mục tiêu hướng tới của ban giám hiệu nhà trường. Phát triển từ Trung tâm dạy nghề huyện Nhà Bè năm 1997, trường chuyển thành Trung tâm dạy nghề quận 7. Sau đó, năm 1998, được nâng cấp thành Trường Trung học nghề Nguyễn Hữu Cảnh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Và tháng 8 năm 2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép chuyển thành tên trường như ngày nay. Trong một thời gian ngắn, trường đã liên tục nâng cấp và chuyển đổi từ một trung tâm dạy nghề với hình thức đào tạo ngắn hạn lên thành một trường trung cấp chuyên nghiệp với hình thức đào tạo chính quy dài hạn. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường cũng luôn quan tâm chăm lo về đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh là một cái trường trung cấp chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo các em học sinh của không những của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả các tỉnh thành ở phía Nam. Những cái ngành mũi nhọn như là cơ khí chế tạo, cơ điện tử hay là nhiệt điện lạnh hay là công nghệ thông tin đa ngành. Đây là những cái ngành mũi nhọn mà nhà trường đã góp phần là đào tạo được gắn với lại những cái nhu cầu thực tế hiện nay của xã hội. Trong những năm qua, trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những trường được sự quan tâm đầu tư của ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Hiện trường đang đào tạo những ngành nghề như điện công nghiệp và dân dụng, cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt, tinh học ứng dụng, thiết kế thời trang, điện tử công nghiệp, bảo trì và sửa chữa máy, thiết bị công nghiệp, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, thiết kế và quản lý website, kế toán doanh nghiệp, tài chính ngân hàng. Bên cạnh đó, luôn có các ngành nghề đào tạo ngắn hạn, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh. Từ ngày đầu thành lập năm 1999, trường chỉ mới đào tạo 3 ngành, điện công nghiệp và dân dụng, cơ khí chế tạo, cơ khí động lực. Qua các năm, số lượng đào tạo ngành nghề đã tăng lên theo từng năm, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng phong phú của học sinh và đặc biệt là phát triển đáp ứng theo nhu cầu của thị trường lao động. Năm 2000, trường thành lập thêm 2 ngành, máy lạnh và điều hòa không khí, nay đổi tên thành ngành bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt. Ngành tinh học kế toán, nay là ngành kế toán doanh nghiệp. Năm 2004, phát triển nhanh chóng thêm 4 ngành mới, tinh học, điện tử công nghiệp, quản lý và bảo dưỡng thiết bị công nghiệp, cơ điện tử. Tất cả các ngành nghề đào tạo luôn được nhà trường dành kinh phí đầu tư chuyên sâu, từ trang thiết bị đến đổi mới chương trình và phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt là trường được chuyển giao chương trình đào tạo tiên tiến của hai ngành cơ điện tử và công nghệ thông tin đa phương tiện của trường Singapore Polytechnic theo dự án TFSV-DOET. Năm 2012, trường đã tổ chức thành công buổi giao lưu giữa sinh viên Singapore và học sinh ngành công nghệ thông tin đa phương tiện. Các em có dịp được cùng các bạn quốc tế giao lưu học tập, vui chơi, chia sẻ kinh nghiệm học tập và tham gia hoạt động từ thiện xã hội bổ ích. Cơ khí là một ngành rất quan trọng, tiền đề cho các ngành khoa học khác phát triển. Bởi vậy, xã hội luôn có nhu cầu rất lớn về lực lượng lao động chất lượng cao ngành cơ khí. Theo dự đoán của các nhà xã hội học, những năm tới đây, cơ khí vẫn góp mặt trong top những ngành nghề dễ tìm việc làm nhất. Học đi đôi với hành, để các em có cơ hội tiếp xúc gần nhất với thực tế, áp dụng kiến thức đã được học. Chính vì vậy, ban giám hiệu nhà trường đã mạnh dạn đầu tư nguồn kinh phí lớn để trang bị những máy móc thực hành hiện đại cho các khoa. Điển hình như năm 2006, đầu tư máy phay đứng CNC V30 với chi phí 748.728.000 đồng để dạy ngành cơ khí chế tạo thuộc khoa cơ khí. Học sinh được thực hành chế tạo, gia công sản phẩm trên máy, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu tại các nhà máy, xí nghiệp. Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học, hiện nay nhà trường đã có nhiều phương án cụ thể, khả thi như chia nhóm học sinh trong giờ lý thuyết,
thực hành, đảm bảo một học sinh một thiết bị. Các em sẽ được trao dồi các kỹ thuật đọc và lập bản vẽ kỹ thuật, vận hành, lập trình và gia công các chi tiết máy đơn giản trên máy tiện, máy file, làm thành thạo các công việc của người thợ cơ khí chế tạo bậc 2/7. Ngoài ra, các em cũng được trang bị kiến thức cơ bản về tin học ngoại ngữ để tham khảo tài liệu chuyên môn, nâng cao kiến thức, cập nhật các kỹ thuật mới. Khoa Kinh tế là một trong những khoa nổi bật nhất trong đào tạo của nhà trường. Được thành lập vào năm 2000 với tên gọi ban đầu là Khoa Kế toán Tin học. Đến năm 2003, đổi tên thành Khoa Nghiệp vụ Tài chánh Quản trị và năm 2005 chính thức đổi tên thành Khoa Kinh tế cho đến nay. Với chất lượng đào tạo uy tín đã được chứng minh qua nhiều năm, khoa cũng phát triển đào tạo các chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, tài chính ngân hàng. Ngoài ra, khoa còn liên kết với công ty MISA đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán trên máy tính cho học sinh sau khi hoàn thành môn học hạch toán kế toán trên máy tính. Cũng như các khoa khác, hàng năm, khoa kinh tế đều tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tập huấn thêm kỹ năng mềm cho học sinh như kỹ năng phỏng vấn tìm việc, kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả, kỹ năng xử lý xung đột tại doanh nghiệp. Khoa may và thiết kế thời trang là một trong những khoa mạnh của trường, đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp may và thiết kế thời trang, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng, tiếp cận công nghệ mới của các doanh nghiệp. 100% học viên ra trường có kiến thức, kỹ năng nghề vững vàng, vận dụng phù hợp vào thực tế, có khả năng điều hành một tổ sản xuất nhỏ. Phân tích, dự đoán xu hướng thời trang và bắt kịp với tốc độ phát triển của ngành may và thị trường. Với những khoa mang tính ứng dụng cao, cần kinh nghiệm thực tế, nhà trường luôn tạo điều kiện để các học sinh được cọ sát, thực hành những kiến thức đã được học. Trường đã tạo điều kiện cho học sinh khoa tham gia buổi biểu diễn thời trang diễn ra tại trường và các đơn vị bạn tổ chức, với những tác phẩm do chính các học viên thiết kế. Khuyến khích tính sáng tạo, rèn luyện tác phong chuyên nghiệp cho mỗi học viên và điều quan trọng nhất là các em nắm được quy trình đầy đủ, từ khâu xây dựng ý tưởng tới thiết kế hoàn chỉnh một story thời trang. Khoa Tự động hóa Công nghệ thông tin là nơi tập trung đào tạo các ngành trọng điểm của thành phố và khu vực. Đặc biệt có hai ngành đào tạo chất lượng cao là ngành cơ điện tử và công nghệ thông tin đa phương tiện, giảng dạy theo chương trình tiên tiến của Singapore. Ngoài những giờ lên lớp, các học sinh của trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh cũng có thêm một niềm đam mê mới là chế tạo robot. Đây là lĩnh vực rất mới mẻ, thu hút sự tìm tòi sáng tạo của các em. Để chế tạo nên những cỗ máy thông minh, các em đã biết vận dụng kiến thức được học về cơ khí, mạch điện, công nghệ thông tin, tự động hóa, cùng với kiến thức mới, tự tìm tòi và trí sáng tạo mạnh mẽ của lớp trẻ để tạo ra những sản phẩm đầu tay rất đáng khen ngợi. Từ nhiều năm nay, nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội nhằm phục vụ tốt cho việc học tập, thực tập, thí nghiệm, thực hành của học sinh. Từ năm 2012, khoa đã được nâng cấp và xây mới thêm 8 phòng học, với số máy tính nâng lên là 300 máy, nối mạng không dây, sử dụng các công nghệ dạy học mới như bảng thông minh, bảng tương tác và hệ thống camera, projector, màn hình LCD. Trong năm 2013, đầu tư phòng ngoại ngữ với kinh phí 409 triệu đồng cho khoa khoa học cơ bản để dạy chương trình tiếng Anh tăng cường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm 2009 đến nay, trường đã thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị cho hai ngành cơ điện tử và IT Media đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2013 với tổng kinh phí đầu tư là 21 tỷ đồng cho khoa tự động hóa công nghệ thông tin để thực hiện liên kết đào tạo theo chuẩn quốc tế hợp tác giữa Việt Nam, Singapore. Phải nói rằng cũng rất là hãnh diện khi mà cái sự tận tụy, cái sự nỗ lực của tất cả các cái cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của trường. Bản thân các cái học sinh, sinh viên từ trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh ra trường, các em đã làm được cái công việc của mình rất là tốt, rất là thành đạt. Thậm chí cũng đã có rất là nhiều trường hợp các em đã thành những cái chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố hay là các cái khu vực phía Nam. Ngoài kiến thức được trao dồi trên lớp học, nhà trường luôn tạo điều kiện để các em được thực tập tại các cơ quan, nhà máy, khu công nghiệp.
trường đã xây dựng mối quan hệ gắn bó với hơn 50 công ty, xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn thành phố và ngoài tỉnh để đưa học sinh đi thực tập hàng năm, giúp các em có cơ hội trực tiếp tìm hiểu và làm quen với ngành nghề mình đã lựa chọn, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn cho các bài thực hành các em đã được học trên lớp. Này, em cũng sắp tốt nghiệp ra trường và em cũng sắp tới thời gian thực tập, thành ra em có đi tham quan xưởng cơ khí thì em cảm thấy rằng cũng máy móc hiện đại ở đây thì nó cũng tương đối giống với máy của trường, còn những kiến thức mà thầy cô đã giảng dạy em thấy cũng rất là phù hợp, cũng rất là giống thực tế hiện tại. Thì em cũng mong rằng em ra trường cũng mong rằng được một công việc ổn định phù hợp với những ngành em đã học. Qua việc cọ sát với môi trường thực tế, học sinh được khẳng định tay nghề, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng học tập tại trường. Đây cũng là cơ hội để các em thể hiện năng lực bản thân với các doanh nghiệp tuyển dụng. Ngoài việc liên kết đào tạo liên thông lên cao đẳng đại học cùng các trường đại học trong cả nước, việc đưa học viên đi thực tập tại các doanh nghiệp được trường ngày càng chú trọng, xem như cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh đã biết vận dụng mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp như ký kết với công ty Mtex để đưa sinh viên tới thực tập ở môi trường thực sự lý tưởng, và các doanh nghiệp cũng có cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao. Tụi em đi tham quan công trình xây dựng giúp cho em rút ra những bài học sau này khỏi bỡ ngỡ trước những công việc mình làm. Sau một thời gian dài học tập ở trường thì giờ em được đến đây thực tập tại môi trường làm việc ở đây, thì em được học tập được nhiều điều. Em đã áp dụng được những kiến thức đã học vào công việc ở công ty. Trong thời gian em đi thực tập thì em cảm thấy những kiến thức mà em đã học nó rất là xác thực với thực tế, giúp cho em thực tập được hiệu quả. Qua thời gian các bạn sinh viên đến đây thực tập thì tôi xét thấy các bạn có một cái năng lực và một cái trình độ nhất định, có thể làm việc được ở các công ty giống như công ty của chúng tôi.